Đây, hai xin chào mọi người. Lại tiếp tục em, hôm nay em lại chơi liều xíu. Đang sạc cắm sạc nãy giờ chắc hơn 2 tiếng rồi. Em thử thử có bị chết bình nữa hay không khi mình lốc xe. Thì không biết là sạc xong chắc cũng vừa kịp rồi, giờ đón con không biết là như thế nào. Hôm nay em đang có một cái vui mà upload 2 3 ngày rồi, nhưng mà hôm nay em mới có dịp em chắc cú thì em mới nói được với mọi người cho nó ok. Thì đây, để em mở lên. Quá nó vẫn còn lên. Đây, hôm nay có cái này mọi người thấy. Nó không có cái dữ liệu đám mây nữa. Là hiện đại xe đã có dữ liệu của đám mây rồi. Em không kết nối wifi. Đây, đã có dữ liệu của đám mây. Thì mình rất là vui khi mà sau khi mình đăng cái video lên và cũng có tương tác với một số cái trang và group trên của VinFast thì cũng được. Sau khi mà em đăng clip lên 2 ngày thì cái này mất, là có data sử dụng, không phải có data, nó data thì nó sai, thì có GPS và có dữ liệu đám mây nó can thiệp vào xe, và em check 3 ngày nay nên là em chưa có lên clip được cho mọi người. Thì mình muốn là nó chính xác đấy, cho cái vấn đề mà của VinFast. Rồi, cái này rất là vui nhé. Rồi cũng cảm ơn một số người đã cùng chia sẻ với mình có một số cái lỗi. Hiện tại bây giờ mọi người đang đang bảo là VinFast đang cái lỗi bị phần mềm 9.5, nhưng mà em thì không biết như thế nào. Đây, cái phiên bản phần mềm của em hiện tại nó vẫn là 0.0.1 thì em chưa biết nó như thế nào. Hiện tại cái xe mà có anh hỏi là xe chạy người cao 1m5, 1m7 thì có ngồi thoải mái không, thì hai vợ chồng bạn em nói chung là vợ cao 1m72, chồng cao 1m78 thì vẫn ok, họ vẫn ngồi được thoải mái, nói chung là hơi nhóm chân lên một chút xíu vẫn ngồi được. Thì cái ghế này thì phải bắt buộc là thằng bạn em ngồi đây, thì bạn nó cao 1m8 á, thì bạn ngồi ghế ghế phụ, thì bạn kéo cái này ra một chút xíu nữa là cái chân bạn vẫn 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 ngồi ok. Còn vợ ngồi phía sau thì vẫn ok, nói chung là tạm ổn. Còn một số bác thì nói là xe này nên dùng để đi dịch vụ, thì em nói là xe nào cũng là xe dịch vụ cả thôi, nói thật, từ cái xe sang tới xe nọ xe kia, xe nào cũng xe dịch vụ. Nó xe nào nó phù, theo em quan điểm là xe nào nó phù hợp kinh tế với mình, chứ không có cái chuyện gọi là cái xe nào là xe dịch vụ và xe không dịch vụ. Phù hợp thôi. Các bạn muốn chạy tiết kiệm thì những xe khác các bạn phải tốn 5-6 triệu một tháng các bạn nuôi. Còn ví dụ người có thu nhập thấp, họ sẽ thấp hơn, thì họ sẽ nhu cầu của họ chỉ khoảng 2-3 triệu một tháng, thì họ sẽ chi phí 2-3 triệu một tháng đấy, cho cái khoản xe cọ. Giống như em, hiện tại em chạy gần được 3 tuần. Em chạy được đây 2.600, 2.700 cây. Ví dụ cứ những người nào chạy ít thì họ sẽ là khoảng ví dụ cứ 1.000 cây là 400.000 tiền điện. Ai mua đứt luôn pin thì nó chỉ có 400.000 tiền điện 1.000 cây. Ví dụ em chạy 2.000 cây rồi thì em có tốn có 800, mà cái này lên thì em có tốn khoảng có 1.1 triệu. Khoản chạy cái này em mấy bây giờ em sạc nó tốn khoảng 1.1 triệu, chả tốn cái gì cả đấy. Thì
À, với lại hôm nay em có một số cái gọi là vấn đề nó thuộc về bên cái chế độ lái. Thì chế độ lái này nó mình nên tích hợp luôn cả cái cao và cái thấp này chung vô một chế độ thì em sẽ hợp lý hơn, nói chung là bù trừ cho nhau. Tại vì khi mình lái xe, em quan niệm là lái xe điện thì đương nhiên nó sẽ tiết kiệm tiền hơn cho mình một nó đã tiết kiệm tiền cho mình rồi, nhưng mà cái phục hồi này, phanh tái sinh này, ngoài cái chuyện mà nó hãm phanh xe đỡ phải mòn 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 phanh mòn đồ á, thì nó chỉ cần tiết kiệm cho mình một chút xíu thôi là được, chứ không cần thiết phải can thiệp ở mức sâu. Một là tắt, hai là auto, thì em như thế chỉnh chuyển chuyển sang chế độ auto. Thì ở mức cao á, thì dưới từ 4 dưới 40, từ 40 ba mấy á, thì phanh tái sinh nó nằm ở mức cái này cứ cho 20% đi nhé, một ô này 20% giống như cái bên này, thì mình sẽ hiện tại phanh tái sinh là nó nằm ở 25% ở tốc độ 30 40 km/h đối với là phanh tái sinh cao, còn phanh tái sinh thấp á, thì ở tầm khoảng 18%. Thì thấp á, thì nó bị hỏng cái chân quá, còn cao á, nó ghì cái xe quá, thì nên là em nghĩ là nó tầm khoảng 20 hoặc là 18% đây thôi, nó nằm ở khoảng mức 1, gọi là mức 1 của phanh tái sinh, thế là được rồi. Còn 80 chạy vận tốc trên 80 cây số, có nghĩa là những cái con này là đều xuống nhá, thì này VinFast sẽ cải thiện hay là như thế nào đó. Còn trên 80, từ 80 thì phanh tái sinh cao, mà nhưng cao của 80% á, nếu mà phanh tái sinh cao á, là lúc trên này nó lấy toàn bộ luôn, có như là full 100% hoặc 97%. Theo em 80 thì mình nằm ở mức này, giật về là theo trải dài của cây số, tốc độ của xe thì nó sẽ bị cảm giác đỡ bị khựng hơn. Còn chạy bằng 100%, có nghĩa là chạy trên 100 cây số/giờ muốn hãm thì ok, phanh tái sinh lúc nào cũng cao, nó sẽ hay hơn rất là nhiều đấy. Nên kết hợp cái phần đó. À, nên mọi người để cho thằng Si, cái quan trọng nhất là mọi người biết được cái can thiệp của thắng, chứ mọi người cứ ỷ y vào cái xe điện quá. Khi mà can thiệp của thắng, người ta sẽ mất cảm giác về chân thắng, người ta chỉ rờ nhẹ nhẹ cảm giác chân ga thôi, nhưng mà người ta quên mất là cái chân thắng đã mất cảm giác thì từ trước tới giờ là người ta đã, mọi người sử dụng đã ít can thiệp chân thắng rồi. Thì nên nhiều khi những cái pha phanh mà phanh nó hơi sớm, hơi lố một xíu, chưa có cảm giác về phanh á, thì cái thay đổi chế độ này nó liên tục quá, mà như là nó phản xạ, có nghĩa là khi mà các bác nhả chân ga ra thì auto nó là thả phanh can thiệp bởi phanh tái sinh luôn, nhưng màn hình sẽ bị delay khoảng 2 giây, giống như chế độ lùi lùi y chang thế, em thấy y chang nó bị vấn đề như thế, em thấy là nó không có được 2 giây lắm đấy. Đấy. Rồi có đề gì nữa nha, có một bác hỏi là em ơi, về vấn đề mà bảo hiểm, có mua bảo hiểm bên riêng được không hay là phải mua bảo hiểm xe? Thì em thấy là cơ bản của bảo hiểm á, là người ta bán bảo hiểm cho xe, chứ người ta không có nhu cầu bán bảo hiểm cho pin. Pin chỉ là kèm theo, nên là người ta muốn bán bảo hiểm thì người ta bán bảo hiểm cả pin cả xe, cả xe cả pin nhé. Mua xe sẽ được bán kèm bảo hiểm thêm pin đấy, chứ không em nghĩ nếu bảo hiểm pin không thì chắc chắc người ta sẽ bên bảo hiểm, công ty bảo hiểm người ta sẽ không bán đâu đó. Còn người ngồi 1m7 vô tư nhé. Còn các bác mà nào mà muốn xe như thế nào nọ kia kia nọ đó, thì theo em mỗi người mỗi quan điểm mỗi khác nhau, chúng ta không bài trừ, không chê bai, cái nào cũng phải sử dụng tiền ra mua cả. Mỗi người mua một con xe nó có một cái hợp lý nó khác nhau, phụ thuộc vào tài chính, phụ thuộc vào thói quen sử dụng, phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Ví dụ đấy, nên là mình không nói xe nào là dịch vụ hay không dịch vụ đó, mình chỉ muốn là cái xe nào nó phù hợp với cá nhân,
của mỗi người. Đây, trong hầm của tụi em đầy xe nhỏ luôn, xe nhỏ nhiều lắm. Có nghĩa là người dân chỉ muốn là sở hữu những con xe nhỏ gọn, luồng lách thành phố, con này đáp ứng được điều đó. Và ở những cái chỗ khác mình có khen, mình có chê. Ở những cái những các dòng xe khác thì Vin làm rất tốt hơn một điều, là kể cả các dòng ngang hàng với Vin thì lốp xe của Vin là lốp to, kể cả xe xăng, xe điện, lốp to hơn, cái bảng to hơn. Ví dụ em sở hữu con Y20, cái lớp của con Y20 về cái đòn nó dài hơn con này, và em chả phân biệt phân khúc như thế nào cả, đòn dài hơn nhưng mà cái mâm của nó là mâm một, ơi cái lốp của nó là lốp 195, 190, 195 gì đó. Mà đặt cái lốp đó của Hàn Quốc rất khó, chỉ có hãng mà đặt được. Và bắt buộc khi mà em thay lốp Bridgestone là em phải lên 2 size, là em lên là 205 có bằng con này. Kể cả so với ví dụ những con xe này, cái nhiều bác so với Y10 với lại Grand Y10 Morning hay Chevrolet đồ này kia nọ, em thấy cái đó nó bình thường. Nhưng có con nào được sở hữu được những cái dàn chân nó ngon hơn được như Vin hay không? Đối với những cái xe mà cùng tầm giá thì con này vừa lỡ cỡ, giữa nó nằm giống như là giờ Hyundai đi, Hyundai có Y10, rồi trên Y10 đó nữa thì là cái dòng mới đây thì dòng Eco hả, thì giống như là so với cái dòng của em đã từng sở hữu là Y20 thì nó nằm lỡ cỡ ở giữa đấy. Bây giờ phân ra cái nào nó ra cái nào nó không hợp lý, nên cũng tùy theo quan điểm của mỗi người thôi. Mỗi người thấy nó cái xe nó hợp lý với mọi người, hợp lý với giá tiền, hợp lý với tất cả mọi thứ thì mọi người mua đấy. Mà hôm nay em chỉ vui nhất là Vin đã lắng nghe người dùng và đã mở lại cái vấn đề mà định vị hoặc là gói data nhỏ để người sử dụng VF5 họ có được cái định vị xe đi đâu, xe sạc ở điểm nào, rồi con xe của mình đang cho ai mượn nó thì người ta đi đâu, đỡ phải gắn thêm định vị GPS cho xe như của Vietmap. Đấy. Thôi VinFast ơi, cố gắng hoàn thiện cái phần mềm. Bây giờ em cắm sạc như thế này không biết là nó có hết bình hết bọt rồi hay không thì em chưa biết. Nếu mà được thì hào với lại một trả cái nữa, cái chạm sạc của Vin đó, thì những cái sạc từ 60kW trở lên đó là cái dây rất là ngắn, dây điện này nó ngắn cực luôn, ngắn lắm, thề luôn. Mà mỗi lần mà xe của trong các bãi đỗ xe của Vin đó, thường thường là ví dụ mình vào theo chiều này, mình vào theo chiều này, nhưng mà đúc cái đầu á, bắt buộc mình phải đánh lại ngược lại, nó đầu xéo, bãi xe của Vin là sẽ đầu xéo một chút xíu, mà đánh đầu vô dù có thẳng như thế này đánh đầu vô rất là khó. Đấy. Nên là một, theo em nghĩ á, Vin nên cho tất cả về đuôi, hoặc là vừa có cả đuôi vừa có cả đầu, một bên thì cũng được, bên nào cũng được, vừa bên này thì vừa cả đuôi vừa có cả đầu. Đấy, nếu mà đúc đầu, nếu mà mở cái đầu thì cái đuôi khó, nói vậy cho nó dễ. Chứ mà bây giờ thế xe hiện tại Vinhome Grand Bắc của em là thế xe mà để sạc những cái chạm sạc 60kW á, dây rất ngắn, mà VF5 này là bắt buộc phải đúc đầu vô, thì đúc đầu vô thì rất khó chịu hơn so với lại lùi vào. Đấy. Đấy, cơ bản nó chỉ có một số vấn đề mà đáng khích lệ là Vin lắng nghe sửa chữa, hoặc là đã cho thêm người dùng một cái quyền là lắng nghe người dùng. Còn tất cả cái xe này hiện tại bây giờ là em hoạt động đều ổn định, không có bị lỗi gì, đôi khi là cái xe của Vin nhá, khi mà mình qua cái G á, con VF5 này dễ bị báo lỗi ảo ở trên màn táp lô, là báo lỗi là cái gì, hệ thống lái gì đó,
dễ bị báo lỗi vì lý do là cái bánh xe nó hỏng. Dụ qua cái gờ đi nhanh một cái, mà lúc đó vừa đi nhanh mà mình vừa nhả ga ra thì nó sẽ báo lỗi là lỗi trên màn hình tắp lô một xíu. Báo xong là mình dậm ga lại là nó sẽ hết đấy, dậm ga lại là sẽ tắt cái lỗi đấy. Chân hiện đại con xe này em chạy quá tiết kiệm, không có vấn đề gì phàn nàn với nó cả. À, giờ những con xe như thế này cần nên phát triển, theo em là thế. Còn ai thích xe xăng thì xe xăng, ai thích xe điện thì xe điện. Mình bây giờ mình thích xe điện đấy, thì mình chạy nhiều mà cái chi phí sử dụng của xe điện nó rẻ đối với mình thì mình thích hết. Còn con xe này phù hợp với mình nhỏ con không cao, hợp lý với mình sử dụng. Người nhà mình bây giờ thay vì mỗi lần về quê là mình tốn hết, mình ở Ninh Thuận mà thôi, mình mua nhà mua cửa trong đây rồi mà, nhưng mà cố tình không đổi thành biển số của thành phố là vì lý do là đỡ mất 20 triệu tiền biển đấy. Xong khi mà mua con xe, hai con xe xong rồi đó, thì em đang làm hồ sơ thủ tục để chuyển thành mình là người ở Sài Gòn, đang chuyển hộ khẩu đấy, chờ mỗi con xe này để chuyển hộ khẩu thôi đó, chờ để lấy con xe này về để chuyển hộ khẩu thôi. Chung keo kiệt cũng được, nó hợp lý với mình là được. Còn tập tiếp theo thì để em coi thử, em sẽ đi độ một xíu, em mới làm phim cách nhiệt rồi làm một số cái lặt vặt thôi, cũng chưa có gì nhiều. Thì để tập tiếp theo em làm đèn xong, em làm đèn em chỉ thay led thôi, em không làm nhiều đâu. Rồi em thay led với lại chi phí như thế nào để hoàn thiện xong con VF5 này, để cho có cái gọi là lăn bánh luôn, rồi cần tiện ích gì. Nên nhớ nha, cái này 150 nha, nên nhớ cái này 150k đấy, cái đó có tính phí đó nha, 150k. Em mới làm một số cái như dán phim với lại cốp sàn rồi này kia nọ thôi, để sang tuần em sẽ làm thêm một cái phần đèn nữa, rồi em sẽ tổng kết lại hết toàn bộ tất cả những cái gì mà em làm trên cái xe này là cơ bản để mọi người dùng, để một người dùng có thể là hoàn thiện xong con xe, chi phí như thế nào ra làm sao, mua xe giá bao nhiêu, rồi lăn bánh giá bao nhiêu, và cộng thêm đồ chơi, những đồ chơi cơ bản thôi nha, những đồ đó thì gọi là đồ chơi cũng được, không chơi cũng được, tùy mọi người. Rồi xin cảm ơn mọi người, và VinFast hãy cố gắng phát triển thêm một số cái phần mềm, một số cái tính năng cho con VF5 này để xứng đáng là một con xe gọi là xe đô thị nhỏ gọn. Đây là góc đánh lái hơi hẹp nha, hẹp lắm không ạ, do lốp to quá nên góc đánh lái hơi hẹp, nó chấp nhận được. Rồi xin cảm ơn.